ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Nói chứ ngại quá, nghĩ tới mấy chuyện nó mắc cả. Ngại gì? Anh nghĩ sao vậy? Đời người có một lần à. Mình ra mình phải chụp để mình giữ lại những cái hình ảnh kỷ niệm lúc mình trẻ, mình đẹp trai, đẹp gái làm sao. Vậy già mình coi mình còn ảnh gì với con cái mình chứ. Tôi biết rồi. Nhưng mà bà nhìn cái tướng tôi như vậy nè, mặc cái bộ đồ vest vô tờ nó kỳ lắm, không được đâu, không được. Giờ đồ vest ông ngại phải không? Ngại lắm. Tôi có cái khác ngon hơn. Cái khác là cái gì? Áo dài. Thấy chưa, chịu liền. Biết ngay mà tôi hiểu ý ông. Bà đi coi xiếc thú chưa? Bà thấy mấy con khỉ nó mặc áo dài nó đạp xe đạp không? Trời ơi, tôi mặc vô lị trang vậy đó không được đâu. Ông thì sao tôi tự hạ nhục mình à? Không phải. Ông ít ra cũng phải cỡ giải nhân chứ sao xiếc thú. Đó thấy không? Nói vậy đó khỏi cưới hỏi luôn đi. Ông hỏi mà tôi nói giỡn thôi chứ. Ông đẹp trai thế mồ luôn. Ông nghĩ sao vậy? Ông không đẹp sao tôi chịu cưới ông? Nhưng mà mặc đồ bình thường thôi. Mình đi chụp hình cũng được, mặc đồ bình thường. Không có nói nhiều. Một là vest đồ vest, hai là áo dài. Còn không nữa là khỏi cưới. Rồi thôi được rồi, tự bà chọn đi. Nhưng mà tôi nói rồi nha, mình chụp hình là mình chụp ở trong nhà, chứ đừng có ra ở ngoài ngoại cảnh mà đứng chỉ mắc cỡ lắm, mấy cái đứa nhỏ nó mới làm được. Ông nói dư quá. Ông nghĩ sao vậy? Tôi cũng biết mắc cỡ vậy, chứ bộ mình ông mắc cỡ hả? Tuổi già rồi mà hai đứa mình ra ngoài đường mà đứng chụp hình nó kỳ lắm. Thì đó tôi nói bà rồi. Chụp trong nhà được rồi. Ông yên tâm đi, cái đó là tôi nhường ông. Rồi coi như vậy là xong ha. Mình chỉ cần chụp hình thôi là mình về với nhau rồi. Không dám đâu. Hả? Dễ quá. Chứ còn gì nữa? Anh ra ngoài có cái tiệc cưới đàng hoàng chứ. Đám cưới nữa hả? Chứ ông nghĩ vậy sao vậy? Ông cha mẹ tôi nuôi lớn tới ngực này nè, ăn tốn biết bao nhiêu cơm gạo. Chẳng lẽ ông vậy, ông đem về ông cưới, ông cưới không vậy hả? Rồi ông lấy tôi như ngon lành vậy hả? Ông làm vậy em có được không? Không phải, nhưng mà... Mà cái này không phải một mình tôi ý kiến đâu nha. Bà chủ cũng đòi như vậy nữa. Ít ra là phải đem ông về, rồi ra mắt bà con của bên bà chủ, rồi mấy đứa con của bà chủ nữa. Dù sao đi nữa, trước sao giờ ông cũng phải về ở rể mà. Cứ vụ ở rể nữa hả? Ông ở rể giờ muốn ở nhà ai? Ông muốn đi đâu? Thôi coi như họ không có nhà thì ở rể cũng được đi, nhưng mà cái vụ đám cưới á, mình không ấy, mình đãi mỗi người tô bánh canh được hả bà? Vậy đi, mà có cái lễ cưới là nó được rồi. Ông vừa phải rồi. Thì sao ông cứ vậy hoài vậy? Trời ơi, tôi dù sao đụng cũng đường một đống là một cái người ở cho một đại gia, một người giàu có như vậy, mà ông kêu tôi đám cưới tổ chức cho mỗi người tô bánh canh, làm vậy ông có được không? Vậy thôi thêm mỗi người ly trà đá cũng được, có nước uống luôn ha. Biết sao mà tôi yêu ông được, đúng ra vậy đó. Không phải tiền đâu mà đám cưới. Ông khỏi lo chuyện đó, cái đó tôi lo hết rồi. Bà lo hả? Chứ sao nữa? Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Tôi đường đường cũng là một cái đấng nam nhi, mà tại sao mà để người phụ nữ lo đám cưới cho mình được? Ông khỏi lo, tôi lo trước vậy thôi, nhưng sau này tôi đòi lại. Có đòi lại luôn hả? Chứ chẳng lẽ đưa không? Người ta nói là yêu anh là không đòi quà đó. Nhưng mà tôi đòi quà, tôi ngược là người ta vậy đó. Tôi nói vậy thôi. Mà thôi kệ, thằng vậy đi, tôi đỡ nhục. À, nhưng mà tôi trả cho tôi là không có đơn giản đâu rồi nha. À, thì cái đó là thiếu tiền thì trả tiền thôi, chứ bà muốn trả gì? Ông nghĩ đơn giản quá ha. Ông nghĩ lấy được cái người nhan sắc mặn mà như tôi đơn giản vậy hả? Xin lỗi à, tôi đòi là đòi cái khác kìa. Rồi. Đòi cái khác là cái gì? Mà đòi mà bà chỉ cái khác là cái gì vậy? Hả? Ông nghĩ vậy đâu tới đâu vậy? Ý tôi nói là tôi không chịu lấy tiền. À. Mà tôi lấy là tôi lấy cả cuộc đời ông á. Lấy cuộc đời của tôi là cho tới sau này luôn. Chứ sao nữa?
Chứ không tính đi đâu nữa hả? Không, cuộc đời tôi là coi như rẻ rúng quá. 2/3 cuộc đời là chỉ đổi bằng một chút tiền đám cưới. Giờ có chịu không? Thì nói chung là thôi kệ, cuộc đời này là coi như không phải của tôi rồi, của bà đó, bà muốn quyết gì bà quyết. Vậy mới được không? Ngoan có thưởng nè. Nhưng mà nhớ nha, không được mở ra ở đây. Đây là quà đặc biệt, tôi đi mới được mở đó. Tính ra là cũng đáng yêu lắm, cũng biết đặng quà lấy lòng à. Tráng dương bổ thận. Không lẽ cuộc đời tôi tiêu rồi. Như vậy là cái câu chuyện của con vừa kể á, đi đến kết luận là rõ ràng thằng Hưng bị cắm sừng rồi. Vậy giờ mẹ con mình phải làm sao mẹ? Mẹ đâu có biết. Trời ơi, nãy giờ con kể mẹ rần rần vậy, giờ mẹ kêu mẹ không biết rồi giờ sao? Ủa thì mẹ không biết thì mẹ nói mẹ không biết. Ủa cái tâm mẹ sáng quá, mẹ đâu có nói dốc được. Mà con với mẹ phải nghĩ cách để giúp anh hai chứ. Thì mẹ đang nghĩ đây, con thấy mẹ trăn trở hả? Mà nghĩ nghĩ sao chứ, mẹ tính sao chứ, mẹ đừng có chèn ép con nha. Chèn ép làm sao? Con dính gì trong chuyện này mà con chèn ép con? Thì cái vụ đó ông thầy con dính vô đó, ông đuổi học con à. Cái gì? Ông thầy con là chủ mưu trong cái chuyện này, là nhân vật chính luôn đó hả? Thì đó. Quá trời quá đất, thầy bà kiểu gì mà lạ lùng vậy hả? Nếu mà thầy mà kiểu như vậy đó ha, không cần chờ ông đuổi con là mẹ cũng cấm con đi học rồi. Thầy ba mà đi cái lạ lùng vậy trời ơi. Bây giờ vậy nè, không lẽ bây giờ mẹ lên mẹ trực diện mà nói chuyện với ông thầy của con? Con dắt mẹ đi đi, mẹ đánh ghen giùm cho thằng Hưng. Trời, mẹ nóng tính quá, từ từ chuyện đâu còn có đó. Mẹ biết có phải vậy không, lên đánh ghen tầm bậy tầm bạ. Mình phải xác định lại rõ ràng chứ. Đúng rồi, đúng rồi, mình bị bột chột quá đúng không? Chứ lại thằng Hải, anh của con, thằng nó cũng man man làm sao á con. Thì đó. Cái lời nói của nó cũng không có chắc ăn được. Cho nên là mình phải nói chuyện trực tiếp với thằng Hưng. Ừ. Rồi, chờ mẹ đi. Số mà số emergency là con gài cho mẹ là thằng Hưng là số 1 phải không? Dạ đúng nó rồi. Anh hai nó số 1 đúng không? Alo, Hưng hả con? Hưng, những cái gì của Tùng mà nó nói có đúng không con? Đúng là đồ lẻo mép. Sao anh chửi em? Ừ, sao con chửi nó vậy? Trời đất ơi, hả? Thằng Tùng ở nhà này cái tâm nó sáng chỉ có sau mẹ thôi nghe. Con chửi nó có nghe là con chửi mẹ đó. À, đâu đâu có, con đâu có chửi nó. Anh mới chửi thiệt. Ông có, con chửi là chửi thằng Hải kìa. Tức dễ sợ kêu nó đừng có nói cho ai hết mà cuối cùng nói cho cả nhà biết hết. Thì đâu có gì đâu con, bây giờ nè chỉ có ba mẹ con mình với thằng Hải biết thôi. Thôi con đừng có chửi em nha. Rồi giờ con tính sao đây mà sự thật có phải là như vậy hay không? Con buồn quá mẹ ơi. Con tức lắm. Cuối đời con rồi mà tự nhiên con bị con vợ cấm sừng. Con nói vậy không được nha. Cuối đời con mới có 30 tuổi rồi con nói con cuối đời. Vậy giờ mẹ 60 mấy tuổi thì giờ là mẹ cuối cái gì? À. Cuối con đường à? Con trù cho mẹ chết sớm không à? Không có mẹ, không có. Mày làm sao mẹ chăm sóc cho các con không được? Không có mẹ, không có. Con xin lỗi mẹ, ý con nói là cuối nửa cuộc đời con á. Đúng rồi. Con hiểu sao mà tự nhiên con lại bị vợ cấm sừng. Trời ơi mẹ ơi. Oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia.